Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 8 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Tân Hoa xã Thành Đô cho biết, đan sơn động đất làm rung chuyển, nhà cửa sập và hàng nghìn người bị mắc kẹt trong hẻm núi sâu nơi xảy ra trận động đất 6,8 độ Richter ở Lude, Tứ Xuyên. Dư chấn vẫn đang tiếp tục, trời đổ mưa, đất đá ngổn ngang, 72 giờ vàng cứu hộ, lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian. Trên bộ, các đội cứu hộ của Quân Giải phóng Nhân dân và lực lượng cảnh sát vũ trang, chữa cháy, công an, giao thông, y tế hỗ trợ thông tin liên lạc đã vượt sông núi tiến quân dũng cảm. Trên không, máy bay không người lái và máy bay trực thăng bay qua bay lại để phát hiện nguy hiểm, vận chuyển người bị thương và tiếp tế cứu hộ. Trên sông, tàu cao tốc, xuồng xung kích cưỡi sóng gió để tiến vào hòn đảo biệt lập đang bị kẹt. Tôn trọng quyền tối cao của con người và sự sống, lực lượng cứu hộ đã xây dựng một lối đi sinh mạng nối liền nước, đất và không khí trong khu vực thiên tai. Trên núi thì mở đường, dưới nước thì dựng cầu, không có đường thì cứ đi bộ. Vào tuần trước, gần thị trấn Moshi, huyện Lude, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, các nhân viên từ cầu đường Tứ Xuyên đang sửa chữa con đường dẫn đến khu thắng cảnh La Hugu, theo Tân Hoa xã đưa tin. Cách tâm trấn của thị trấn Moshi khoảng 4 km, Chen Zikai, bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện chỉnh hình Tứ Xuyên đã hét lên khi thấy con đường phía trước bị chặn hoàn toàn bởi một trận lở đất. Sau đó, không do dự, anh dẫn 5 thành viên trong nhóm ra khỏi xe và đi bộ về phía tâm trấn. Sau khi vượt đèo Yaya Terrier ở độ cao gần 4.000 m trong một đêm, cuối cùng họ cũng đến được Bệnh viện Nhân dân khu thắng cảnh Haligu, thị trấn Moshi, tâm trấn của tâm trấn lúc 1 giờ sáng. Các trang thiết bị y tế của bệnh viện bị hư hỏng nặng, cơ bản bị tê liệt. Chen Zikai và các thành viên trong nhóm của anh ấy nhanh chóng bắt đầu điều trị cho những người bị thương, sử dụng các loại thuốc và thiết bị sơ cứu mà họ mang theo để tiến hành sơ cứu những người bị thương. Một đội cứu hộ khác cũng lần đầu tiên đi bộ tới tâm trấn. Cách thị trấn Moshi không xa, những tảng đá chắn ngang đường cứu hộ của máy xúc và một số người dân địa phương bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trước tình hình nguy cấp đó, hơn 240 cảnh sát đặc nhiệm của tỉnh Gansu khi đến giải cứu đã không ngần ngại vào làng để tận tay khai quật đống đổ nát. 1, 2, 3, tay đeo găng, dùng tay nâng đá, dùng xẻng đào đất, cuối cùng cũng giải cứu được những khối đất đá và đã tìm thấy những người bị vùi lấp. Không quan trọng nếu tay bạn bị mòn, miễn là bạn có thể giải cứu những người bị mắc kẹt. Lu Yuntao, người đứng đầu lữ đoàn thứ hai của đội cảnh sát đặc biệt thuộc Sở Công an tỉnh Gansu khẳng định chắc nịch. Tính đến 8 giờ 2 ngày sau đó, hơn 10.000 lực lượng cứu hộ, hơn 12.000 bộ trang thiết bị, 9 máy bay trực thăng các cấp, các địa phương đã được điều động. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu 286 người bị mắc kẹt và sơ tán 4.866 người. Các cán bộ chiến sĩ của lực lượng đóng quân tại Tứ Xuyên đã hỗ trợ di chuyển 5.995 người. Hai ngày sau, gần thị trấn Moshi, huyện Lude, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, lực lượng cứu hộ đã đứng trên một cây cầu dựng tạm để chuyển vật liệu sinh hoạt cho dân làng bên kia sông. Tại làng Mojigu, thị trấn Moshi, hạt Lude, đối mặt với những thắc gành dưới chân họ là những người bị thương và bị ảnh hưởng lo lắng bên kia sông. Các cảnh sát thuộc đội cảnh sát đặc biệt của Sở Công an tỉnh Gansu đã xây dựng một kênh sinh mạng bằng những thân cây và dùng dây thừng để nhanh chóng chuyển những người bị mắc kẹt. Dù rất sợ nhưng tôi không có thời gian để chần chừ. Những người bị thương ở phía bên kia đang đợi. Tuden Gangkyu, một cảnh sát tham gia cuộc giải cứu cho biết các kênh cứu nạn bị phong tỏa nhiều nơi để cứu người trong cuộc chạy đua với thời gian. Các cuộc giải cứu tương tự liên tục được huy động lên phía trên những ngọn núi dốc với độ cao trung bình gần 3.000 mét. Một bức tranh giải cứu cuộc sống đầu tiên và dũng cảm tiến lên để cứu mạng người được hé lộ dưới chân núi Gongga và bên sông Dadu. Đội quân sắt không quân lao đến tâm trấn của hòn đảo bị cô lập. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó, một UAV Wing Long 2 do Cục Quản lý Khẩn cấp điều động đã cất cánh từ căn cứ Asun ở Quý Châu và đi thẳng đến khu vực động đất để tiến hành trinh sát chặt chẽ các thảm họa địa chất như hồ đập và lở đất trong khu vực động đất, đảm bảo thông tin liên lạc khẩn cấp cho lực lượng cứu hộ. Trên bầu trời phía trên khu vực bị động đất, máy bay không người lái bọ cạp hai đuôi và máy bay không người lái cứu hộ khẩn cấp Wing Long 2H đã được điều động nhiều vòng để xây dựng mạng lưới liên lạc khẩn cấp trên không, gửi lại hiện trường thảm họa trong thời gian thực, hỗ trợ trung tâm chỉ huy trong việc lập lịch và phục vụ đội cứu hộ, lắp ráp và cứu hộ để cung cấp thiết bị bảo vệ. Nhìn kia, vẫn còn người ở đây. Lúc 9 giờ 5 phút sáng ngày hôm sau, tại trụ sở tuyến đầu trận động đất,
các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy hai người sống sót tại khu vực vịnh phía đông của hạt Lude. Thông qua hình ảnh thực thời gian được gửi lại bằng máy bay không người lái, đội bay không người lái nhanh chóng liên lạc với những người sống sót thông qua loa phóng thanh và yêu cầu họ thiết lập các biển báo nổi bật trong khu vực an toàn để tiết kiệm thể lực và chờ đợi được giải cứu. Đồng thời, thông tin liên quan về hiện trường được đẩy lên trên không trung cho đội giải cứu. Ngay sau đó, hai người sống sót đã được giải cứu thành công. Mạng lưới thông tin bị chia cắt, mất điện và đường cũng bị cắt. Trận động đất đã biến thị trấn Cao Kê ở quận Simian thành một hòn đảo biệt lập. Lực lượng cứu hộ chỉ có thể tiếp cận thị trấn Quang Gang Ping bằng đường thủy, sau đó đi bộ từ 6 đến 8 giờ. Lúc này, dư chấn liên tục xảy ra, tiếp tế, thiếu hụt, người bị thương bị mắc kẹt. Trong đêm mưa lạnh, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành một cách khẩn trương. Chẳng bao lâu sau, sân vận động Hip Top của trường trung học cơ sở quận Simian đã được mở ra như một điểm cất và hạ cánh tạm thời cho các máy bay trực thăng của dịch vụ cứu hộ hàng không quận Simian để hỗ trợ cho lực lượng không quân hùng hậu. Khi máy bay trực thăng tiếp tục cất cánh và hạ cánh, những người bị thương và mắc kẹt đã được vận chuyển. Vào ngày hôm sau, những người bị mắc kẹt đầu tiên được sơ tán bằng trực thăng từ Haligu đã đến thị trấn Mosi Hạt Lude. Vào sáng sớm, phóng viên đáp trực thăng từ huyện Simian đến thị trấn Cao Kê từ trạm kiểm lâm China Southern Airlines trong khoang chứa đầy mì gói và lời cứu trợ thiên tai. Cơ trưởng Subao có hơn 30 năm kinh nghiệm bay, nói với các phóng viên rằng cuộc giải cứu đang chạy đua với thời gian. Bay từ quận Simian đến thị trấn Cao Kê mất khoảng 20 phút rất nhanh. Ngay ngày xảy ra trận động đất, chiếc máy bay chở 8 người bị thương nặng rơi thị trấn Cao Kê. Đèn trong bệnh viện không bị tắt và tất cả nhân viên đang túc trực. Vào lúc 20 giờ 51 phút ngày hôm đó, với tiếng khóc lớn, một em bé đã chào đời. Đây là em bé động đất đầu tiên được sinh ra ở vùng bị ảnh hưởng sau trận động đất Lude. Bảy đứa con sơ sinh trên tay, sản phụ 26 tuổi, chị Thiểm và các nhân viên y tế có mặt không khỏi xót xa. Tai họa là không thể đoán trước, nhưng nhìn thấy đứa trẻ chào đời an toàn cũng khiến chúng tôi hy vọng và xúc động. Cô Sa, người đang hồi phục sức khỏe cho biết, luôn sẵn sàng ứng cứu. Sau trận động đất, Bệnh viện Nhân dân huyện Lude, tỉnh Gansu sáng rực cả đêm, đèn cảnh báo của xe cứu thương động ở cổng liên tục nhấp nháy, người bị thương liên tục được đưa đến. Việc can thiệp tâm lý tại khu tái định cư cũng đang được thực hiện đồng thời. Trận động đất hôm qua thật khủng khiếp, tôi đã mơ thấy cảnh tượng vào ban đêm khi tôi ngủ. Bạn hãy nhắm mắt lại, thư giãn và hít thở sâu. Vào mấy ngày sau đó, trong một căn lều tại khu tái định cư tạm thời của quảng trường văn hóa ở làng Haier, thị trấn Simin, huyện Simian, Hoàng Đông, một nhà tâm lý học từ Bệnh viện Nhân dân số 4 của thành phố Yayan đang tiến hành một đối một đánh giá sức khỏe tâm thần của một đứa trẻ 7 tuổi. Sau khi được hướng dẫn, em đã thoải mái hơn, không còn bị chấn động tâm lý nữa. Các tình nguyện viên đi cùng trẻ em chơi với đồ chơi ở thiên đường trẻ em Quinking tại khu tái định cư cứu trợ động đất ở thị trấn Mosi, huyện Lude, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên. Một đội cứu hộ y tế đã đi ngược dòng để tăng cường hơn nữa lực lượng cứu hộ y tế. Và lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, đội cứu hộ y tế khẩn cấp thứ 5 của Bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên đã nhanh chóng đến khu vực thảm họa Yayan một lần nữa. Đến nay, các bộ phận cứu hộ liên quan vẫn đang chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng nghiêm ngặt các thiên tai thứ cấp như tai biến địa chất, lốc xoáy, tăng cường công tác quản lý người dân di rời, tái định cư để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Lũ lụt thi thể nằm la liệt trên phố ở Trịnh Châu. Vừa qua, một trận lũ lụt hiếm gặp ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Sau khi lũ rút, đường xá bừa bãi, ngổn ngang, hệt như khung cảnh của ngày tận thế. Từ những đoạn video đăng tải trên mạng có thể thấy xác nạn nhân nằm la liệt trên đường phố. Trận lũ lụt đã nhấn chìm Trịnh Châu. Cơn lũ dữ dội đột ngột không kịp trở tay khiến rất nhiều người mất tích và thương vong. Trong những video được người dân đăng tải trên mạng có thể thấy các thi thể nằm la liệt trên đường, ga tàu điện ngầm và nhiều nơi khác sau khi nước rút. Đoạn video trên được quay tại thị trấn Mễ Hà thuộc địa phận thành phố Cùng Nghĩa, Trịnh Châu. Đường phố lụt lội, nhiều ô tô bị cuốn trôi chất thành đống, bị cây cối và nhiều mảnh vỡ, đất đá đổ vào, khung cảnh hỗn loạn giống như ngày tận thế. Một số cư dân mạng nói, những xác chết trên đường phố Trịnh Châu khiến tôi kinh hồn bạt vía. Chính quyền Hà Nam đưa tin có 25 người thiệt mạng và 7 người mất tích trong trận mưa lớn, trong đó có 12 người tử vong trên tuyến tàu điện ngầm số 5. Tuy nhiên, theo bản tin của đài RFA cho biết, có ít nhất 20 người thiệt mạng trên tuyến tàu số 5 và nhiều người mất tích. Hiện tại, dịch bệnh COVID vẫn đang tiếp tục bùng phát trở lại và lây lan mạnh ở Trung Quốc. Lại thêm trận lũ lớn ở Hà Nam càng khiến người dân lo lắng, chưa hết lũ lụt lại đến dịch bệnh.
Trước khi thảm họa xảy ra, cơ quan chức năng đã không kịp thời cảnh báo, cũng không áp dụng biện pháp ứng cứu hiệu quả khi thiên tai xảy ra, do đó người dân chỉ có thể tự tổ chức cứu nạn khẩn cấp. Sau trận lũ, lực lượng cứu hộ dân sự đã sử dụng các công cụ thô sơ, đơn giản để tìm kiếm qua một số lượng lớn ô tô bị ngâm nước và cố gắng tìm những tài xế còn tia hy vọng sống sót. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, một thành phố rộng lớn như Trịnh Châu làm sao có thể tan hoang như vậy chỉ sau một trận mưa lớn? Với lưu lượng nước lớn và chảy xiết như vậy, nếu không phải do vỡ bờ, vỡ đập thì chính là do hồ chứa ở thượng nguồn lại bất ngờ xả lũ, chính là tai họa do con người gây ra, xả lũ quá bất ngờ. Cơ quan phòng chống thiên tai của Trịnh Châu đã đăng thông báo vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau trên Weibo. Đài RFA đưa tin, nhiều người đặt câu hỏi tại sao cơ quan chức năng xả lũ vào buổi sáng nhưng mãi đến khuya mới thông báo. Bà Vương, một cư dân ở Trịnh Châu nói rằng chính quyền đã không đưa ra cảnh báo sớm trước khi xả lũ, khiến tàu điện ngầm vẫn hoạt động như bình thường, do đó mới gây ra nhiều thương vong như vậy. Bà Vương cho biết vào lúc 5 giờ hoặc 6 giờ tối ngày hôm đó, mực nước đột nhiên tăng lên. Điều này hơi lạ vì mưa lớn sẽ khiến mực nước dần dần tăng lên chứ không dâng cao một cách đột ngột chỉ trong một tiếng đồng hồ. Nhiều người đã không chút chuẩn bị và ngay cả tàu điện ngầm cũng không bị đình chỉ. Còn có video người dân Trịnh Châu quay lại vào trưa ngày hôm đó. Tại trung tâm thành phố, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ con đường bất ngờ bị ngập, chứng tỏ lũ không phải do mưa lớn kéo dài nhiều ngày mà là do đột ngột xả lũ. Một số cư dân mạng than thở, mọi người ở Trịnh Châu đang khóc than, đang gào thét và tuyệt vọng. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!